Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi là Giang Saito và đây là video cùng chơi game Pokemon Let's Go Pikachu. Ở video trước thì tôi đã đánh bại được thủ lĩnh của Team Rocket hay còn gọi là Gym Leader Giovanni, chuyên dùng các con Pokemon hệ đất để mà giành lấy huy hiệu thứ 8 của một Kanto. Và sau khi rời khỏi cái phòng gym thì tôi gặp lại Blue. Blue nói là rất là bất ngờ vì Blue cũng không nghĩ rằng một chủ của hội quán lại là thủ lĩnh của một nhóm Team Rocket. Hả? I'm ready, I'll be the leader from now. Tức là ngay từ bây giờ luôn thì Blue sẽ trở thành Team Leader của cái hội quán này. Theo cái bản Red and Blue thì tới đây thì chưa nha anh em. Tới đây thì Blue vẫn còn là một trainer thôi. Và mình sẽ phải tranh chức vô địch với Blue, tranh chức champion á. Nhưng mà ở bản này thì khác. Bản này thì ngay từ thời điểm này là Blue đã trở thành Gym Leader luôn rồi. Rồi hồi máu cái mua item rồi mình sẽ tiến vào Victory Road. Rồi Victory Road nó nằm ở khu vực bên trái của cái thành phố đánh Gym thứ 8 á. Chạy cũng hơi xa. Ủa, what the hell man, phải đi đường trên mới đúng. À quên, cho con Charizard ra đi cho nó bay cho lẹ. Chạy bộ mệt quá. Gì đây? Trời ơi, lại gặp ông Chitten. Đâu không? À ông này thì cũng có đủ 8 huy hiệu rồi. Đấu luôn. Wow, 50. Một hit. Về lép luôn. Lamp power. Ôi, con này trâu dữ vậy. Slash. Năm mươi hai. Jolteon hả? Snorlax. Earthquake. Thôi Thunder. Một phát ăn ngay luôn. Một tôi dùng Thunder toàn mid. Marowak. Ồ, 4 con thôi hả khứa này.
lên đường. Xong. À, khứa này đánh xong rồi chạy trước luôn. À, chạy trước thành champion trước mình luôn. Ghê thiệt. Ok, bây giờ là tới lúc mình phải trình diện, phải trình 8 cái hiệu đây. Đầu tiên là Border Bag. Thứ hai là cái này là của Misty nè. Tới của ông điện. Ủa? À, tưởng này gen, ông này gen N chứ ai ngờ là người cũng là người kiểm tra huy hiệu luôn hả? Ui, hết hồn. 5 cái Golden Raspberry. Rồi, còn một cái Earth Bag nữa là xong rồi. Đâu đờ ơi, bấm nhầm. Ủa, volcano hả, còn cái ếch nữa. Đó rồi, đây Victory Road đây anh em, thì tôi sẽ dùng cái Mark Rebel. Để cho mấy con hoang dã nó né ra hết. Đẩy cái này hả? Thù, Pikachu mà đá cục đá. Kinh hồn. Đánh hết Gen N lấy điểm. Vì tôi nghe một số anh em nói là Tứ Thiên Vương và Champion toàn là cấp 60 trở lên không à, đúng không? Với level của tôi hiện tại thì chắc đánh không lại đâu. Nên là tranh thủ mình gen tí level luôn anh em. Ủa? Oh. Oh, great. Ghê vậy. Hay quá. Quá hay luôn. Một tám. Venusaur. Lamp Tower.
xong. Đánh với mấy khứa áo xanh này á, cho toàn là Ultramo không á. Ráng luyện cho Blablat với lại Nolat coi, hai con này còn chưa được 50 nữa. Chưa được 50 nữa sao chơi nổi Tứ Thiên Vương trời. Như anh em nói là Tứ Thiên Vương toàn là 60 đổ lên không. Sắp lên đường. À, Victory Bell. Con này là con cái con mà hay nuốt ông Koshiro ở trong hoạt hình nè. Một hit lên được không? Đó, phải vậy chứ. Star Mai hả? Là đường. Item 3 cái Ultramo. Vậy là Ultramo của tôi hiện tại là cũng khá nhiều quá. Mà tôi cũng ít bắt lắm. Đánh với ông này lấy TM đi. Không biết cho TM gì nữa. Một con thôi hả? Đi đồ, ok. Oh man, quên mất. Quên mất cái vụ mà nó biến hình nữa. Châu dữ. Trời ơi, what the hell? 49 thôi mà. Wow. Vãi nồi. Một cái zip bizap, một cái Thunderway, không lên đường. Wow, dữ vậy sao?
À, 10 cái Pikachu Candy hả? Không cho TM hả? À, nhầm. Ồ, quên, revive trước chứ. What the hell, cái này chọn một trong hai à. Lipstone. Rồi quay xuống lại lấy cái kia luôn. Để coi coi nó có reset lại cái vị trí cục đá không. Ở đây nó reset lại vị trí cục đá rồi, thì mình sẽ lấy luôn cục kia luôn, cái item kia luôn. Phải. Nó đi lên đi xuống à. Steel Rock. Cái này hình như là chiêu rải đá đúng không ta? Rải đá lên sàn. Khi mà tung Pokemon mới vô sân thì nó dẫm lên đá đau chân quá thì nó sẽ mất máu. Hoặc gì đá không vậy? À, cửa này dùng hệ rồng chắc luôn. Ủa, Hypno Mon. Blink em ơi. Slow bro. Venusaur đi, nãy giờ Venusaur chưa ra trận luôn. Tito đàn. Con này cũng trâu lắm nè, lốp rồi. Mày trâu hả mày? À, what the hell? Hitmonlee. Poliwag hả? Poliwag.
nước và giác đấu thì vẫn dùng sidekick được, không cần phải đổi qua điện hay là lá đâu, hay là cỏ đâu, sidekick vẫn được. Rick Rack, oh my god. Lên được. À, nhiều đường thế. Hãy tập cái. Oh, Solarbeam. Solarbeam bỏ một lượt để mà tấn công ở lượt thứ hai của hệ cỏ, nên lấy ông ta, nên dùng ta. Từ khám phá hết đã. Ui da, oh man, mày đùa anh à? Green hả? Giờ này còn green. Tàu rót, lâu lắm mà mới thấy một người dùng tàu rót. Rick Rack, họ focus energy. Đừng 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 đừng, chưa thrash này mạnh lắm. Lại là tâm linh nè, Mr. Mai. Ai biếm? Lên đi ăn. Năm mươi ba luôn. À, Alakazam, Alakazam thì thôi, lát tôi đi. Alakazam mẹ đánh đau lắm, cái sát thương phép của nó cao á, nó đi nhanh nữa đánh đau lắm. Ôi, come on, bấm nhầm rồi. À, phải đắc bù chứ. Không, đánh đúng đầu luôn á.
Super Power, siêu năng lực, siêu sức mạnh với lộn, siêu sức mạnh. Ủa? Chỗ gì rộng vãi nồi ra. À, đánh với khứa này trước đi. What the? Oh. Oh oh oh, Dragon Air. Hit, oh man, oh, thật là tội nghiệp em quá đi mà. Hit Monchan, fly đi. Lên đường. Whip Ly Tắp Venusaur liền. Slug Bomb. Không có bà cảnh sát đứng đó vậy. Oh man, ngon. Blizzard, oh. Oh, có bà cảnh sát đứng hồi máu cho là quá ngon luôn rồi, muốn gì nữa. Từ đi qua đây có ai tầm gì không? Có khứa này. Ai bim liền. What the hell, có rít rét luôn. Đùa nhau à.
là được. Max Revive, wow, ngoan. Video này chắc hơi dài à ha. Cái Victory Roll này thì đi nó nhiều nhưng mà trainer trong này cũng nhiều nữa, chắc video này sẽ hơi dài xí. Ủa, có cái bà cảnh sát ở đây mà tự nhiên nãy tôi bơm máu làm gì trời, ngáo vãi. Tại luôn, tại luôn, tại luôn. Đây đúng không? Hai tầm. What the, đóng channel dưới này nữa. Golden Nanap Berry. Ủa khoan, còn được trên kia là gì? Xuống luôn. À, cái lỗ nằm đâu ta? À bên này hả? Đẩy hết qua bên này là xong. À mệt quá. Đuối luôn á. Thường á là bản cũ á là mình đẩy một lần là mình đụng vô là nó tự đẩy anh em, còn này là mình phải bấm vô nó mới đẩy. Lickitung, còn tôi nhớ con này là Gen 2 mà ta, đúng không? Trong 150, 52, 51 con Gen 1 đâu có Lickitung này đâu ta. Sắp rock line hả? Đi sâu cả Onix vãi nồi. Last toy, last toy vãi. Hit 1.
full restore. Slash là đủ rồi, không cần phải fly đâu. Đấu với khứa này. Ôi, what the fuck? Mạnh vậy. Mạnh vậy trời, mới 48 thôi mà. Trai ra dot hả? Ồ, khứa này dùng tàn con xịn. Lên đường. Hitbox không cần. Arcanine hả? Outray. Cứ gặp con này là outray. Xong. Tàu rót. Regret đây. Ô da, đầu. Xong. Outray. Quá mệt mỏi. Ô, oh, hết trainer rồi. Oh. Tới chưa ta? Rồi, hình như là tới chỗ đánh với Tứ Thiên Vương và Champion rồi. Wow. Me.
Ok, rồi video này cũng sẽ ngừng lại ở đây. Ở video sau thì tôi sẽ tiến vào đánh với Tứ Thiên Vương và giành chức champion luôn. Nếu anh em thấy hay, hãy để lại một like, hãy chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn nút đăng ký phía bên dưới để cùng đồng hành với tôi trong các video sau nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em.